dẫn cho các bạn những cách tô mò, những chọn loại mò sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào tất cả bạn em, bây giờ sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Vậy video của mình sẽ kết thúc nha bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tô màu nha các bạn. Bây giờ mình đã tô màu xong nha các bạn.